Và bây giờ, tôi muốn dành thời gian để mà chúc mừng những bà nào mà đã tin tưởng và lưu trữ đồng Cardano, đồng ADA trong cái thời gian mà mấy năm qua. Không phải là một cái chuyện đơn giản. Và chúng ta đi được thấy cuối cùng thì giá Cardano cũng đã trong vòng 24 giờ qua đạt được cái định mới đó chính là 2 đồng 45 cent trong vòng 11 tiếng trước đây nhưng mà sau đó thì đương nhiên các bạn thấy là tình hình chung của thị trường là giá cả của Cardano đã có cái sự điều chỉnh đi xuống bây giờ mức là 2 đồng 11 sen nhưng mà đây cũng là một cái thành quả rất là tốt Cardano bây giờ vẫn trên 2 đô la cho nên chúc mừng cho bạn nào mà đã tin tưởng vào Cardano và nhân cái dịp này đó Thuận sẽ đi mua một số những cái rủ nho có danh hiệu là Cardano thì các bạn thấy được là ở trên mạng đó bây giờ có một cái nơi gọi là Cardano Winery Đây là một cái nơi mà sản xuất rượu nho không có liên quan gì đến tầm Cardano đồng ADA Nhưng mà tại vì có quá nhiều người có nhu cầu cho nên bây giờ đó cái nơi mà sản xuất rượu nho này ở Hoa Kỳ sẽ chấp nhận thanh toán bằng đồng ADA Cardano Thì các bạn thấy được đây cũng là một trong những điều đều được viết tới bởi những nhà báo Thì ngày hôm nay Thường cũng muốn order hai chai rượu nho thông qua cái trang web của Cardano Wineries này để chúc mừng trong cái dịp là Cardano đã phá cái đỉnh mới và khi mà các bạn lên trên trang web này đó thì các bạn có thể bấm vào shop để các bạn có thể coi coi là trên trang web này đó hiện bây giờ thì họ bán những loại rượu nho gì thì các bạn thấy được là đương nhiên Cardano đã đạt all time high thì chúng ta không kết tàu hơn là thuận sẽ order cái chai mà mắc tiền nhất ở trên trang web này đó chính là 2019 Cardano Estate Reserve thì giá là 125 đô nhưng mà khi mà các bạn order thông qua trang web này đó, khi mà các bạn đã để vào những tài liệu đó thì các bạn không thể thanh toán trực tiếp thông qua trang web này để mà sử dụng đồng Cardano đồng ADA cho nên Thuận đã nhắn tin cái nơi này ở trên Twitter thì các bạn thấy được là trên Twitter đó thì cái nơi này đã trả lời với Thuận là nếu như mà muốn trả tiền bằng đồng ADA đó thì cần phải nhắn tin trực tiếp để họ có thể là làm cái thanh toán này và thường nên nhắn tin cho họ và đáng tiếc đó là cái chai mà 125 đô này một chai đó thật ra đây là con số rất là mắc tại vì thường rượu nho các bạn cũng đã biết là không có mắc rất là rẻ đây là một chai rượu nho có thể nói là mắc tiền nhất mà thường từng mua nhưng mà cái chai rượu nho này đó thì tới tháng 10 thì mới có hàng và công điều có thể là nhiều bạn không có biết là đối với đầu tư đó thì thường rất là kiên nhẫn nhưng mà đối với tất cả những cái lĩnh vực khác trong đời sống của thường thì không có tính kiên nhẫn như vậy cho nên à, Thuận đã quyết định hỏi họ coi là có chai nào mà có thể ship nhanh hơn hay là không tại vì đợi tới tháng 10 mới gửi thì quá lâu thì họ nói là bây giờ đó thì họ còn hai chai đó chính là hai chai Magnum năm 2018 Reserve và mỗi một chai là tới 300 đô là nghĩa là hai chai là 600 đô và có thanh toán qua đồng Cardano và Thuận đã chấp nhận thì bây giờ đó họ nói là tính luôn tiền gửi đến um, quận Cam đó, nơi mình thường đang ở đó là 30 đồng 78 sen uh, tiền gửi cộng với là 43 đồng tiền thuế thì tổng cộng là 672 đô cho hai chai rượu nho thì uh, tổng số Cardano thường phải gửi cho họ là 301,41 đồng Cardano đồng ADA và đây là cái địa chỉ ví và thường sẽ gửi tới trong cái video ngày hôm nay và có thể đây là một trong những cái việc làm mà sau này nhìn lại đây, các bạn sẽ cảm thấy là mắc cười và hối hận tại vì uh, có thể là sau này Cardano sẽ rất là mắc tiền cho nên hai chai rượu nho này đó bây giờ tính cái giá hiện tại đã là 300 đô một chai rồi thì các bạn cứ nghĩ đi nếu như mà Cardano một ngày nào đó lên tới 5 đô hay là 10 đô thì các bạn cứ nhân lên đi một chai rượu nho này có thể đáng giá hơn cái ngàn đô la. Nhưng mà vì Cardano hodler Thường sẽ chấp nhận để mà order hai chai này. Chúng ta bây giờ hãy gửi tới địa chỉ ví này tổng cộng là 301 đồng Cardano. Thường sẽ copy và thường sẽ gửi cái số lượng card này tới từ cái ví của Coinbase. Thường có lưu trữ một số đồng ADA ở trên sàn Coinbase và một số những sàn khác và cái phần còn lại thường lưu trữ ở trong cái ví cá nhân cái ví lạnh tại vì đó là cái phần mà dùng để mà staking Cardano để mà kiếm cái lợi nhuận hàng tháng thì thường sẽ có một cái video chi tiết hơn về staking tại vì đây là một cái lĩnh vực mà rất nhiều bạn nhắn tin thông thường nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ gửi tới bằng cái ví Coinbase thì trong cái ví này đó uh, Thuận thường có tổng cộng là tính theo Cardano thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào đồng ADA này thì trong cái ví của uh, Coinbase thường có tổng cộng là khoảng chừng 2791 thì chúng ta bây giờ hãy uh, gửi tới tổng cộng là 301,41 đồng ADA và địa chỉ ví để thằng copy lại, đó chính là địa chỉ ví này. Copy địa chỉ ví và gửi tới cho nơi này. Sau đó thằng sẽ để đây là ADA là Cardano Winery. Chúng ta bây giờ hãy bấm nút tiếp tục. Tổng cộng là 634 đô dựa theo cái giá Cardano hiện tại. Chúng ta bây giờ hãy bấm send now và cứ như vậy chúng ta đã gửi 301,41 đồng Cardano đến cho cái nơi này thì uh, sau đó họ sẽ gửi uh, cái uh, rượu nho Cardano đến như thường mình thường sẽ review cho các bạn xem cho một video sau này và thùng sẽ cho họ biết là thùng đã gửi rồi I already sent it. Ok sau đó thùng sẽ cập nhật cho các bạn biết là khi nào mới nhận được và cái chai rượu nho này nó sẽ như thế nào. Và chỉ nói riêng về cái chương mục uh, Coinbase thôi thì các bạn thấy được là chỉ trong cái đợt mà điều chỉnh này thì các bạn thấy được là cái mức mà cao nhất trong vòng một tháng qua đó chương mục này đó là khoảng 688 ngàn. Bây giờ đây thì chương mục này là mức là 555 ngàn thì uh, 688 trừ cho 555 ngàn thì uh, các bạn thấy được là trong đợt điều chỉnh này đã bốc hơi 133 ngàn từ cái ngày mà 11 tháng 5 cho tới bây giờ trong vòng 5 ngày qua đã bốc hơi là 133 000 rồi chúng ta chỉ nói riêng về cái chương mục comics này mà thôi và đây là những cái thông tin mà Thuận mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn